Còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng thời điểm này các nhà vườn đã tất bật chuẩn bị xuống giống hoa, chăm sóc cây kiểng để phục vụ thị trường Tết, nhằm gấp chúc hương xuân cho ngày Tết thêm vui tươi và ý nghĩa. Nói đến hoa Tết, không thể thiếu mai vàng, loài hoa đặc trưng cho mùa xuân của đất phương Nam. Tại vườn mai Nam Hưng, vườn mai lớn nhất của huyện Châu Thành, việc chăm sóc xử lý để cây mai khỏe cho hoa nhiều đã được thực hiện ngay từ đầu năm. Nhưng càng cận Tết, công việc càng tất bật do nhà vườn phải tập trung dưỡng nụ thật tốt để cho ra những bông hoa to đẹp nhất, màu sắc rực rỡ nhất và bung nở đúng khi xuân về. Thì để quyết định có một cây mai không phải là chỉ có những tháng Tết đâu, mà là phải từ đầu năm, mà quyết định là khoảng giữa năm. Còn thời điểm này là chỉ để là nuôi nụ thôi, nuôi cho cái nụ nó mập, cho cái màu sắc bông nó đậm và nó nhiều cánh. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, vườn mai Nam Hưng dự kiến cho ra thị trường khoảng 100 gốc mai vàng các loại, với giá bán dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi gốc. Thì nó rất là nhiều khách hàng, nhưng mà đi khách mà chủ nhất là hoa đẹp, 5-7 cánh tới mười mấy cánh đổ lại, tầm đó là dễ nhất, là khách ta chủ nhất thì giá cả nó cũng hợp lý. Còn những cái giống mai mà nhiều cánh như đại lộc đồ thì ít người chơi hơn, tại vì giá cả nó cao, thì thường nó là mai ghép. Bên cạnh mai vàng, vàng thọ là loại hoa được ưa chuộng và trồng nhiều nhất mỗi dịp Tết. Tại các khu vực trồng hoa vàng thọ với số lượng lớn của tỉnh như phường Năm, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Các xã vùng thượng của huyện Cần Giuộc, Cần Đước, nhà vườn đang tích cực làm đất, ươm giống chuẩn bị cho một mùa hoa Tết bội thu. Từ đầu tháng 9 âm lịch, gia đình anh Nguyễn Văn Quy từ Bến Tre đã lên phường Năm, thành phố Tân An thuê đất trồng hoa Tết. Năm nay nắng nhiều, trồng hoa sẽ thuận lợi, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đã cắt giảm 30% số lượng hoa. Dự kiến Tết Tân Sửu 2021, gia đình anh cho ra thị trường khoảng 10.000 chậu hoa các loại, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa vàng thọ. Hôm nay anh tầm có 10.000, còn năm rồi 15.000, mà phần hướng gì nó mắc hơn năm rồi dữ lắm. Năm rồi mua vừa có 20.000, 19.000, bao hôm nay 30.000, còn phải tăng giá rồi đó. Chứ giờ cái hàng nào cũng lên giá, thằng bãi dừa cái gì cũng lên hết. Mặc dù chi phí sản xuất tăng nên giá cả sẽ có nhiều thay đổi so với năm trước, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo từ các nhà vườn, hy vọng năm nay sẽ có mùa hoa đẹp, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa mang đến thu nhập khá cho những người trồng hoa kiểng.